Chào các bạn, tôi là Tuấn, một là sinh viên K 56 mới bước chân vào cổng trường đại học. Vào đại học, có rất nhiều điều mới mẻ đối với tôi. Cuộc sống ở đây thật tuyệt vời. Và có nhiều điều khiến tôi phải tò mò và khám phá. À, bọn anh đang tuyển cộng tác viên cho đội sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế Quốc dân em ạ. Thế em tuyển được không anh? Không. Từ. Vâng ạ. Anh ơi, không có ghế anh ơi. Không có ghế ngồi được mới rồi. Em có 2 phút để giới thiệu bản thân đấy. Dừng. Thế tóm lại em có tài năng gì? Có tài năng gì? Em nhiều tài năng lắm. Em chơi đủ các thể loại điện tử luôn. Liên minh này, đế chế này, Dota này. Ờ thế à? Ngon. Và tôi đã may mắn trở thành cộng tác viên chính thức của đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng như ý muốn trong tuần đầu hoạt động. Các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? 9:30. Thế mình nhắn tin huy động cho bạn từ mấy giờ? 8 giờ. Vậy thì tại sao bây giờ các bạn mới có mặt ở đây? Đau bụng, đau, đau tai, đau chân, đau toàn thân. Tất cả lý do đều không được chấp nhận. Bây giờ các bạn có thể ra về và không được tham gia hoạt động này nữa. Mày đi 45 đi. Ôi mày 72. 72 được hay 72? 85 đi. Dừng. Quay lại đây. Bây giờ để các bạn ra về là quá dễ dàng với các bạn. Theo đồng hồ của phụ trách thì các bạn đã đi muộn 1 tiếng 30 phút. Và tôi cứ tính mỗi phút 1.000. Bây giờ tôi sẽ tính mỗi bạn 15.000. Ra ở kia, mua đồ ăn về đây. Mấy tiền rồi? 6 tiền đấy. Cuối tháng rồi. Đi ăn sáng. Có đi ăn sáng. Đi ăn sáng. Rồi ạ, sau đây mình xin có một chút nhận xét. Thì trước tiên mình xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành buổi tổng duyệt ngày hôm nay. Người nghiêm túc giúp mình được không ạ? Thì mình ở đây mình có nốt ra một vài lưu ý để nhận xét các bạn. Thì hôm nay là buổi tổng duyệt, các bạn tự nhận thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm của buổi tổng duyệt? Nhạc thì chưa ổn, không có dẫn chuyện,
và các bạn diễn quá hời hợt. Các bạn tập tiết mục này được lâu chưa? Mới tập đúng không? Và tập không hề nghiêm túc. Cái tiết mục này quá thảm họa. Không thể nào mà quá thảm họa. Không thể nào. Điều quan trọng nhất là các em lệch tâm sân khấu quá nhiều. Các em đại diện cho cả một tổ đội mà các em diễn như thế à? Có phải ai mà đêm cũng được nhận được tin nhắn chúc mừng để đi diễn tiết mục đâu? Nếu mà có chủ chốt ở đây thì chắc chắn tiết mục này sẽ bị cắt. Sau buổi tổng duyệt hôm nay thì chị cũng chẳng có nhận xét gì hơn vì hai chị kia đã nhận xét hết rồi. Bây giờ các em có thể ra về. Chúng em cảm ơn các chị ạ. Và một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tôi đó là tập huấn. Trong hàng này các bạn nào tự nhận mình đẹp trai chưa tay ạ? Em không phải nói. Em không phải nói đâu. Ba bạn nam đẹp trai này đi ra phòng kia. Hot cho anh. Chúng mày yếu đuối quá. Mạnh mẽ lên, sực khổ thế nhỉ. Còn em, đưa anh đi vệ sinh. Mệt quá. Đúng rồi, anh ơi, đợi em, cho em chết. Chị bảo nhá, các em cứ bóp mách vào cho chị. Không cướp được cư thì cũng phải cướp được em sợ lắm. Đời trai của chúng nó. Quyết tâm không? Quyết tâm. Nào, 2, 3. Yes. Tôi xin tuyên bố phần thi cướp cư bắt đầu. Giết tao. Kéo. Mày ơi, tao chết, sắp chết rồi. Mặt mẹ lên em. Rồi. Sau những tháng ngày hoạt động, chúng tôi càng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Và đó là những cảm nhận của chúng em, những thành viên mới của đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thay mặt mọi người, chúng em xin chúc tất cả các anh chị, đặc biệt là các anh chị khóa 53 luôn thành công trong cuộc sống và trên hết luôn là những người anh chị tốt của mái nhà TNT. Và một điều cuối cùng chúng em xin nói với các anh chị là 2, 3. Chúng em cảm ơn anh chị ạ.